Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc cho tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công. Làm công việc gì thì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ nhiều. Con cái thì tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng đôi khi với nhiều người thì điều đó lại là điều mong ước quá xa vời. Bởi vì thực tế là có những gia đình hòa thuận nhưng mà kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng, gánh vác rất nhiều những trách nhiệm trên vai. Bên cạnh đó thì có người kinh tế được dư giả nhưng lại không có được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng chính là một chuyện rất là bình thường trong kiếp nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình kênh Tử Vi 247 sẽ cùng với tất cả quý vị chúng ta bàn về tử vi của những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch. Trong tháng 2 âm lịch này thì công danh sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Nhâm Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban lộc hay là không? Và trên con đường công danh sự nghiệp thì sẽ có được những chuyển biến như thế nào? Có gặp phải những khó khăn trắc trở hay không? Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem để biết thêm quý vị nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh Kim Bạch Kim, là người thích yên tĩnh và yêu cuộc sống, gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần có tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song lại không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình. Họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho những người thân. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng những người tuổi Nhâm Dần vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Gia chủ cần phải đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần phải chú ý chế độ ăn uống. Những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ thì nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Nhâm Dần trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng Quý Mão cho gia chủ tuổi Nhâm Dần trên phương diện sự nghiệp diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, nếu có xuất hiện cũng bị người khác nẫng tay trên. Một lý do khác khiến con đường thăng tiến của bạn hẹp đó là bởi lý do tuổi tác khiến tham vọng giảm sút. Gia chủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại và không muốn tranh đấu mà thay vào đó là dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc người thân trong gia đình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Dần để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Nhâm Dần năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 2 âm lịch. Tuy nhiên bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển.
Thoạt nhìn thì bản mệnh có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt mình. Nhưng khi một tay bắt tay vào làm thì rất khó để nắm bắt. Do đó muốn làm giàu trong năm nay cũng là một việc tương đối khó khăn. Người tuổi này không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu đối tượng là người đã lâu không liên lạc với mình. Nếu quá tham lam cái lợi trước mắt, gia chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Tháng này người tuổi Nhâm Dần đang có phần ưa hưởng thụ quá đà. Tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Nhâm Dần quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tìm cách giải quyết sớm nhất những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố tai họa bất ngờ. Phong thủy lộc tài nhắc nhở tuổi Nhâm Dần cần chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng cho nên như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Nếu quá nóng nảy, mâu thuẫn xích mích với người khác, thậm chí đến mức động tay động chân thì bạn dễ trở thành người bị tổn thương. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nhân duyên khá tốt, bản mệnh có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, nếu còn đơn độc vẫn rất khó để đến được với một ai đó. Dù cố gắng mở lòng nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, quan hệ vợ chồng khá yên bình, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Tuy nhiên, có đôi khi bạn cần chú ý hâm nóng tình cảm với nửa kia. Nếu không thì quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Nhâm Dần có nạp âm là Kim, Bạch Kim. Đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người sinh năm 1962 trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1962. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.